bạn năm nay mình sẽ học chữ cái. A bớt có về đời anh nha bạn. Đây là cuốn sách của mình. Cuốn sách này mẹ mình mới mua nha bạn. Mới mua. Người ta chuẩn bị là mấy cái hình này nha bạn. Đây. Nè, mấy cái hình nào. Xong rồi bây giờ lại tới màu xanh nha bạn. Màu xanh đây. Đây là màu xanh. Dưới đây là màu xanh lá chuối. Màu cam. Đây ta. Biết chữ gì ngoan? A. Nhúc đầu lên coi. Rinky hút ảnh à. Ok, cho lấy quạt đi. Đây là chữ A. Rồi chữ A. Rồi tiếp tục chữ A. Tôi viết đâu? Viết con cầm đâu? Lấy viết lên coi. Tiếp tục chữ A. A ốp cục. A. A. Một bàn tay, hai bốn tay, hành, bầu. Các bạn nhớ lúc like, share nhau vào lúc đăng ký cho mình á. Ủng hộ kênh cho mình, mình nhiều ca công lực cho mình. Mình cho bạn coi nha bạn. Chữ A. A. Đây. Chữ A. A. Đây là hồn máy bay của mình nha bạn. Rồi viết chữ A. Đi. Đây. Chịu cho máy bay. Đây là hồn máy bay. Hồi nãy mình quay cho bạn coi rồi. Đây là hồn máy bay. Máy bay đây, hồn máy bay. Đây là máy bay con ốt nha bạn. Mình thích nhất là máy bay con ốt nè. Đây, máy bay con ốt của mình đây. Nó đi há miệng ra nha bạn. Rồi viết chữ cái đi. Dạ. Học là học đi. Mẹ nói gì không biết. Kêu con học đi. Không, không nghe. Con không nghe nha. Chữ gì vậy? Bạn nghĩ đó chữ gì? Chữ A. 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 Đọc. Vừa viết xong vừa đọc. Muốn chết quá trời ơi. Con bị muốn chết. Ừ. Đợi lấy quạt. Ngồi xuống thằng quạt con đi, sao ngồi trong hõm vậy? Bấm chạy trên A bộ bơm một con hai bấm hai đất em từ đây luôn xong đấy chữ gì ạ? Chữ A. Tiếp tục viết đi, ngồi ca hoài vậy. Tới giờ học mà ngồi ca không vậy? Chỉ gần 10 giờ hay sao? Không phải á. Chút xíu nữa rồi 10 giờ.
10 giờ nó mới lên. 10 giờ rồi. Chưa tới 10 giờ. 10 giờ nó mới lên hả? Ừ. Ủa hồi ngày vậy? Nó ăn sáng xong nó mới lên. Ủa nó ăn sáng chưa? Chưa. Ủa nó đang chuẩn bị á. Mày hay quá ha. Chuẩn bị ăn sáng đó. Rồi vô viết chữ đi. Nó ăn sáng từ 10 giờ nó mới lên đó cha. Mắc qua cỡ vậy cha. Chữ gì đang viết chữ gì vậy? Chữ A. Chữ A. Viết tập trung vào. Chữ A nha bạn. Mình đang dạy chữ A. Viết chữ A. A là con ớt. A khác ớt khác. Đây là chữ A của mình nha bạn. Lo viết đi Nguyên, ngồi chơi hoài con. Mình dễ dàng đất xong nha bạn. Đây là phân loại của mình. Đây nha bạn. Đây mình dễ dàng đất xong. Ngồi viết đi, tập trung học đi, ngồi chơi hoài. Muốn chết nè. Muốn trong này mày ra, nó chết con. Thầy bút. Thầy bút. Đọc lại coi.
đọc lại là chữ gì? Ớ. A thì mũ, O là chữ ớ. Đọc lại cái gì? Chữ gì? Ờ.